trong xanh. Mời em, mời em cùng anh ghé lại một lần. Rồi ngày sóng nước lung linh, mời em, mời em làm dâu hiếu đạo nhà mình. Chứ anh thì không ý gì đâu, anh thì biết mẹ muốn dâu là em. Nàng dâu miền Dương ơi họ là thương, ơi họ là thương, ơi họ là gió mây bay trên trời, gió thấy những lời muốn nói. Biết mẹ anh muốn dâu, trên giường đã thấy chiều mời. Chỉ cần em gật đầu, bưng lễ nhà trai thật ngầu. Đem câu trầu đến rước em về nhà anh như trốn được thâu. Chính rung rinh chiều em là ra cánh ruộng làng mình, cánh ruộng làng mình. Lúa cười lúa nói cùng em ở nơi này, ngày mùa nó lắm lên con em. Là em không ngại nhọc nhằn, ơ hò hò vô, ơ hò hò vô, ơ hò hò vô. Em nhìn em thấy gì không, em thấy gì không? Dòng sông đã nói gì giờ trong nàng về. Ơi về làm dâu, ơi về làm dâu, ơi về làm dâu. Rồi ngày sóng nước lung linh, mời em, mời em làm dâu hiếu đạo nhà mình, làm dâu nhà mình. Chứ anh thì không ý gì đâu, xạo. Phú và thay mặt cho gia đình chủ hôn nhà trai, chúng tôi cũng rất là vui mừng được đón chào tất cả quý vị quý đã không nghe được xã xa xôi về đây chúc mừng ngày lễ tân hôn của chú rể Hoàng Khang sẽ đi cùng cô dâu Trúc Ly. Vâng, trường thay mặt cho gia đình xin gửi đến tất cả quý vị tràn đầy hạnh phúc, kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, chúc quý vị sức khỏe dồi dào, kẻ gái yêu nhau càng thêm tấm đông. Chúc lễ tân hôn thành công tốt đẹp. We'll be right back.
vị, yêu nhau thì chẳng ngày đường xa, mà cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng ngày đường xa, đá vàng cùng viết, phong ba cùng liều. Kính thưa đến tất cả quý vị, yêu và sẽ yêu, đó là niềm hạnh phúc bất tận nhất của một con người chúng ta. Đó là một món quà lớn lao nhất mà tạo quả dành tặng cho con người. Kính thưa đến tất cả quý vị, từ khi quen biết và tìm hiểu, chú rể Hoàng Khang, cô dâu Trúc Ly đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Và ngày hôm nay, lễ tân hôn minh chứng cho tất cả. Và Bác Trương cũng thay mặt cho tiệc cưới thầy phố âm thanh sản Bình Tuấn xin chúc cho chú rể Hoàng Khang, cô dâu Trúc Ly, chúc tình yêu của em chúng ta được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghiệp phu thê. Và chúc hai em sống từ đây tới ngày răng long đầu bạc, sống từ một phương châm, ngày nào cũng là ngày vui vẻ, từng nào cũng từng trăng mật, tháng nào cũng tháng yêu đương, và năm nào cũng là năm hạnh phúc. Và Bác Trương cũng thay mặt cho gia đình cũng kính chúc tất cả quý vị quý chúng ta có một ngày an lành và có một buổi tiệc ngon miệng. Và kính thưa đến tất cả quý vị khách quý thân mến, đến với tiệc cưới thầy phụ của chúng tôi thì chắc hẳn quý vị chúng ta đã thưởng thức những món ăn rất đậm chất miền Tây đến từ tiệc cưới thầy phụ. Thì ngoài những món ăn đậm chất miền Tây ấy thì có một trình cũng rất đặc biệt cho ngày tân hôn nay, đó là chương trình Vô Lô Văn Nghệ. Và Bác Trương không để quý vị chúng ta chờ lâu nữa, chương trình Vô Lô Văn Nghệ chúc mừng hạnh phúc của chú rể Hoàng Khang sẽ đi cùng với dâu Trúc Ly, do âm thanh ánh sáng dù bình tĩnh chúng tôi cũng xin phép được bắt đầu. Ở phần và để mở màn ở chương trình Văn Nghệ hát mừng cho ngày vui hôm nay thì Bác Trương sẽ đến tất cả quý vị chúng ta với ca khúc được mang tên Duyên Tình, và xin tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Yeah.
không nói nói phải làm một người từ đôi mắt sâu biết không phải anh là lúc đầu còn mong chi không mang
cuộc sống trọn vẹn 100% nhờ ban nhạc hỗ trợ nhạc phẩm 100%. Mình sống là mình phải cháy hết mình 100%. Quý vị ơi, mình cùng nâng ly 100% quý vị ơi. Và bây giờ mình 100% nha.
thương anh luôn thật lòng. Không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cung biến khơi, không bao giờ gian dối lòng lừa em ơi. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Hai bên kết duyên vợ chồng, thế gian đầy tràn ngàn
mình có tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau. Đầu xuân không những có bìa thư thêm cái bao lì xì, nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng da sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bồn bề cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương anh chống chèo, còn lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà con nữa đây là đàn ông. Hai bên kết duyên vợ chồng, thế gian đầy tràn ngàn lời dèm pha. Vì đâu mình có tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau.
mà xem mới thấy được cả niềm vui.
Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Úc 15 là làm được 4 ngày thôi. Dạ, nè, hai đứa, thành hai đứa con, bán thành 14 đứa con. Một thành này. Chưa đủ. Rồi, nhìn đây nha, nhìn đây nha, nhà mình nhìn đây nha. Bây giờ tôi cũng xin thay lời về gia đình của Di Phương, xin nói được xin cảm ơn bà xã và ba mẹ có mặt rồi trong cái buổi lễ ngày hôm nay, cũng đồng đội đó là cái niềm vinh hạnh của gia đình Di Phương. Quan trọng là lễ đến đây là rồi bắt tay. Phải đeo luôn đi, đứa nào tặng cho đeo cho cháu đi. Dạ. Đeo cho cháu đi. Đây là tặng quà trong cái buổi lễ hôm nay là bà ngoại, gửi tặng cho con ngoại. Chị ngoại đi tới nhiều khó khăn quá à. Dặn 24 cho nó đổ luôn. Ngoại ơi nhìn đi. Rồi xin mời bà ngoại. Bà ngoại ơi, chị về giùm con cháu ngoại ơi, chị có về ngoại ơi. Cảm ơn bà ngoại. Cô quá nghèo, cô bây giờ ngày lễ tân hôn của cháu. Ngày tên gì tôi quên. Cháu Trang, cháu Trang. Thì ông Tâm, thì hôm nay cũng có vui. Ông Tâm, thì ông Tâm không có gì hơn. Cũng có bà để giúp gia đình, giúp gia đình cho nó, cho nó mẹ không có lấy hết tiền mẹ ta bị mẹ giúp con gia đình con đi lại hôm thì chúc cho hai con trăm năm mình tốt rồi về cháu hai trăm năm mình tốt ở bên bà rồi. Cảm ơn ông Năm. Dạ, cảm ơn ông Năm rất nhiều. Đang hẹn với ông Cô Trí. Hai đứa sống lâu trăm tuổi, sống sao mà cái tứ răng lông đồ bạc nha. Đó vậy thôi chứ không có hạnh nữa. Chúng tôi đi vòng coi như là chúc cháu Khang coi như là sống lâu trăm tuổi, sống lâu trăm năm. Chúng tôi đi tặng hai cháu về bàn. Vợ chồng của chú Sơn gửi cho các em mở ra một cây vàng 24 cho chúng ta ngày và những chúng ta cầm tay đây rồi quay vàng nha. Bà bà luôn, bà bà lên gửi tặng cho cháu một cây vàng rồi cho mình thấy cháu rồi cho mình các bạn càng vô cô ơi, các bạn càng vô cô ơi, con 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 các bạn càng vô cô ơi, rồi tôi có kiểu gì để đi tươi đưa cháu gì đi tư dạ gì tư gì tư nó được 10 đứa là nóng dập. Dạ, cảm ơn bố, chị bố, cô lên. Cảm ơn bố, mọi người nhìn đây ha. Đây, nhìn đó, mọi người nhìn bóng mẹ phát, nhìn mọi người. Anh cầm đứa mọi người, cô lên luôn mọi người ơi. Mọi người. Cứ từ đầu. Kính thưa các cụ, đơn giống mà, cô gì chú bác, chồng bà mẹ, quan viên hai hôm nay nhân buổi lễ tân hôn
gái cháu mặn nhìn tan và cúc đi. Tôi là bác của cháu Hoàng Tăng và bác Vô, hôm nay có chút quà tặng cho hai cháu và chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Dạ bác ơi, bác ơi, cho tay mặt vô. Dạ có rất là nhiều ạ. Dính đó hả? Dạ. Còn đuối ha. Thấy thấy đẻ đồng cũng đỡ. Dạ, cảm ơn cô. Nãy giờ hai người nó không có cái gì. Dạ, đỉnh. Dạ, đông. Dạ, đông. Ở đưa đuốc đỉnh phát biểu sợ. Dạ, đỡ đỡ lắm mà. Dạ, quay ra, quay ra, quay ra, quay ra. Và sau nữa chúc cho con cháu được trăm năm hạnh phúc đúng không ạ? Dạ, cảm ơn rất nhiều. Cô bác Trần Hà, ông bà Trần Hà xa xôi đã đến tới đây để chung vui gia đình. Thầy cũng trong cũng cảm ơn rất nhiều. Chúc cô bác, anh chị em sức khỏe dồi dào và phát tài. Rồi xin mời cô bác
thuyền em trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi, ơi hò khoan hơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo bơi, bên thành bình ta sống. Làng quê ta đêm nay vui quá, giữa em về trên chiếc thuyền hoa, chân man dày đâu che khăn nịt, đôi môi hồng miệng cười tươi ta. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cháu bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng. Sắc kém chi ai, đôi tay tài gây sắc kém chi ai.
9 âm lịch. Theo như cái lễ duy kỳ á, là bữa nay là họ nhà trai đưa đến trường hợp đã đưa rước dâu. Thì cùng đi rước dâu này tôi cũng xin giới thiệu sơ thôi. Bây giờ là giới thiệu cho các bạn tập được không? Rồi đi cha mẹ cái chú rể, anh em bà ngoại chú rể, bà chính chú rể, và ông năm chú rể. Đó là tinh thần của ngày hôm nay. Thì sau khi giới thiệu xong thì bây giờ tôi xin trình bày cái lễ chính. Lễ chính bữa nay gồm có là cặp rượu lễ, 6 nước trầu thay thế vô mâm trầu. Thì cái đôi đèn hỏng là đã thống nhất là sử dụng cái đôi đèn đám hỏi. Và cái tiền là phụ tiền đám hỏi, đám cưới đó là cũng có nạp rồi phải không? Thì đó cũng nằm trong cái phần lễ này. Rồi thì tôi... trong đó là cái việc hành lễ chính về cái phụ quà tiền theo để trước là chú ông bà sau là dùng để thảo với gia đình nhé. Gồm có là 8 mâm đầu, trong đó có bánh, rượu, trà, trái cây. À, qua phần tuần lễ của họ dịch lại đến đây là hết. Thưa cô bác hai họ, tôi cũng xin đại diện họ nhà gái. Thì qua phần trình lễ của đại diện họ nhà trai, thì tôi đại diện họ nhà gái thì xin nhận phần lễ vừa trình trên để tiến hành cho cô dâu ra để gặp lễ là quá có cốt. Ngoại ơi, hai ngoại gì mấy luôn ạ? À? Rồi, vô rẻ luôn, hai
Dạ rồi. À chị, chạy đi, đi. À, quất hết nha. Quất hết rồi. Rồi, khai ba vô. Nay là ấy là hai hai chui rồi mình đi cũng đi. Rồi, ham chua nhiều mấy con luôn ham chua ơi. Dạ. Chú rẻ ơi, 2, 3. Dạ rồi. Cũng luôn ham chua ơi. Dạ rồi. Cao lắm đi luôn hả? Mày có gì góc tại ngày chấm được quá. Bây giờ hai chua uống lưng, bây giờ hai chua uống lại. Nó cứ đại đại. Cái này đã là uống lại. Hai xuôi thì mấy luôn à, rồi xuôi lớn nè, 2, 3, rồi mình xuôi cũng đi luôn, mình xuôi ơi. Dạ. Em ơi, thiếu gì vậy? Rồi. Không buồn lợi mà. Đi, tiếp theo bà luôn, bà với ông luôn. Bà chính với ông Nam. Tôi đi đổ một tay thôi. Rồi, nhà mình nhìn quay. Rồi, nhìn mấy luôn à, cười lên con luôn à, 2, 3, dạ rồi. Ngon thèm. Rồi, mình nhìn qua đây nhìn mấy nữa nè. Sao rồi, nhìn mấy. Dạ, nhìn mấy nữa mà, 2, 3, dạ rồi. Đi đi. Hãy
Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Đường sang nhà vắng tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phù sa. Còn trong đời bạn bè dăm tên, bạn ngoài xa đã xa thật rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đến đó bốn phương, đưa đầu non đưa đêm vừa xuôi. Nhớ mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng, màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngắn trên đồng lúa, màu huy hoàng dịu dàng quê hương vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Tiếp theo cái chương trình bây giờ để đảm bảo cho thời gian nữa, bây giờ là gia đình Duy Phương cũng lên đôi đèn làm lễ ông bà gia tiên trước. Tao mới quà cho tu mình rút rút đó, nó gãy từ từ đó lên bằng nhau à. Yeah.
ngoài ngoài bánh mồi mồi lấy ly cần lấy ly cần cuốn này thì chúc cho cháu trăm năm hạnh phúc ơi cái đó là màu đen mọi người có nước không? Có bà không? Có bà không? Đây đây cũng bà đây đây cũng bà chứ gì? Hai bà đây nè cũng đi. Đây đây đây. Đây cũng chị nha. Đây cũng chị nha. Giống nó chạy là gì? Giống nó chạy gì? Rồi. Rất cổ trương ghẹt tí mà chà luôn chị. Cái này anh, góc này anh. Lấy từ con cái gì? Dạ hai ba dạ rồi. Chai rượu mày có thấy mày rót nhiều nhiều mày rót ít quá chừng nào hết vậy? Trời ơi. 2 3 dạ rồi. Đây. Ok. 2 3 dạ rồi. Dạ. Dạ. Rồi đó em nó có phần quà tặng cho anh chị đó. Rồi. Tôi chào bác tay á. Không có gì nhớ cái có cây à. Trước hết thì chắc cũng xin cảm ơn họ nhà trai thì cũng gái đến đây cũng thấy cũng đón tiếp rồi cũng rất nhiệt tình, cũng cảm ơn về vấn đề đó. Thì cũng có cái ý kiến thêm thì trong suốt quá trình tiệc rượu nếu có gì nhà gái nó có gì sơ sót thì cũng không cô bác họ nhà trai cũng thông cảm bỏ qua cho đó. Rồi sau đó cũng có ý thêm cũng xin phép với ông đại diện đây thì chắc có lẽ sau cuộc tiệc này chắc cũng xin phép là cứu họ ngoại luôn khỏi vô đây luôn. Bây giờ thống nhất vậy, nãy giờ thống nhất vậy cho xin đi rượu hát giá cho hai ông ha. Cái lại cái phóng gì đó. Dạ. Dạ. Được sáng con lấy của mình luôn hả? Lấy cái đấy. Rồi là hai. Vô vô cái xích vô rồi. Xích xích vô. Rồi. 2 3 em về quê hương yêu dấu, anh xin đưa em về
về quê hương tuyệt trần, đèn trăng chưa tốt trên cao, ánh sao như muôn ngọn nến lập lòe đơm đơm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương. Xin hoan chào đón toàn thể quý vị quan khách cùng quan viên hay họ đã đến tham dự chương trình mừng lễ tân hôn của chú rể Hoàng Khang, sánh duyên cùng cô dâu Trúc Ly, được tổ chức tại Tư Gia Họ Nhà Trai. Với lời nói đầu tiên, cho phép Thanh Loan xin được thay lời gia đình cùng âm thanh ánh sáng Minh Tuấn đồng hành cùng dịch vụ trọn gói thầy Phú, xin được gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng trân trọng nhất. Vì từ ngày xưa cho đến tận bây giờ và cho đến mãi ngày sau, tình yêu vẫn luôn là một đề tài rất đẹp, rất lãng mạn và được rất nhiều các tác đại chu văn học kỳ trên thế giới đã tốn rất nhiều công sức và giấy mực để tôn vinh lên vẻ đẹp của tình yêu. Có gì chứ đời này đẹp hơn thế, người với người sống để yêu nhau. Kính thưa quý vị, sau một thời gian tìm hiểu và được sự thống nhất của hai bên gia đình cùng chính quyền sở tại đã chọn được ngày lành tháng tốt. Và ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2024, nhằm ngày 18 tháng 9 năm Giáp Thìn. Tất cả quý vị đang có mặt tại nơi đây để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc. Và ngay sau đây, thời khắc quan trọng cũng đã đến. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về cổng hoa hạnh phúc để cùng chào đón cặp đôi yên ương đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong ngày hôm nay. Xin mời chú rể Hoàng Khang cùng cô dâu Trúc Ly tiến lên sân khấu. Làm cha và làm mẹ, trong ngày vui và ngày trọng đại hôm nay thì chú rể Hoàng Khang cùng cô dâu Trúc Ly cũng không thể nào quên được công lao to lớn của những đấng sinh thành. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu đại diện chủ hôn hai bên gia đình. Về phía đại diện chủ hôn họ nhà trai, chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Võ Duy Phương, bà Mai Thị Gái Chị là song thân kính yêu của chú rể. Một tràng pháo tay thật lớn dành tặng cho đại diện chủ hôn họ nhà trai của chúng tôi, thưa quý vị. Về phía đại diện chủ hôn họ nhà gái khấu, ông Nguyễn Văn Bình, bà Lê Thị Thu Nguyệt là song thân kính yêu của cô dâu. Một tràng pháo tay thật lớn nữa. Cô dâu và chú rể cùng đại diện chủ hôn hai bên gia đình xin được gửi đến tất cả quý vị lời chào thân ái nhất. Giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Thôi, đã đến tham dự buổi lễ tân hôn trong buổi sáng ngày hôm nay. Trong quá trình đón tiếp cũng như trong suốt quá trình chiêu đãi, có điều gì thiếu sót mong quý vị vui lòng lượng thứ bỏ qua cho. Và Thanh Long cũng xin được thay lời hai bên gia đình, xin được gửi lời chúc thân ái đến tất cả quý vị. Mến chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, công việc thành đạt. Quý vị sẽ gặt hái được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, miếng trầu là đầu câu chuyện. Trong ngày vui hôm nay thì không thể thiếu rượu mừng. Và giờ đây xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng tiến về phía tóc ly để cùng thực hiện nghi thức thay rượu hạnh phúc. Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng chưa tốt trên cao, ánh sao như muôn ngọn nến lập lòe đơm đơm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng, đồng xanh như gái chưa con, nỗi nhung xôn xao chào đón, bầy chim như sĩ quê quán thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời. Quê hương tuyệt vời, gió mát trăng thanh. Ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng xô con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời. Quê hương tuyệt vời, nước mắt
Thương mát hương hoa hỡi em, theo anh vào nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xinh xinh quê hương hòa bình, đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông rể quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ô ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm câu đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Nhau luôn về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng trinh nguyên, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể mới. Em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mới hướng, còn anh là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em về. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chúng như kiếp sân ga, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đưa tiền khách đi xa. Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng trinh nguyên, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể mới. Em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mới hướng, còn anh là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình
tới và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em về. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chúng như kiếp sân ga, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đưa tiền khách đi xa. Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đưa tiền khách đi xa. Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời, cảm ơn bốn chị đẹp rất nhiều. Bây giờ mình hát một bài nữa không? Một bài nữa nha, một bài nhạc sung nữa nha. Hát chung nha. Ok, một thời đã xa thì biết. Còn rất là nhiều chị đẹp đang đứng bên dưới ngạnh luôn. Chúng ta lên đây rồi. Xin mời hai chị đẹp ở dưới nha. Ok.
Xin nhường sân khấu lại cho người sau ca nhạc Dương Hồng Loan trở lại quẩy cùng gia đình nha em nhé. Cảm ơn các chị rất nhiều, rất là nhiều. Để anh đưa đón em,
Bài hát Người ấy và tôi em chọn ai, một sáng tác của Nhất Trung ạ. Xin cảm ơn những lời yêu cầu của gia đình rất nhiều ạ. Vị sẽ hát cái nền nhạc giống ngày xưa nha. Ok. Một tình yêu đã vượt xa khi bao ngày qua. Tôi đã nhận ra em đã không như là tôi. Một tình yêu đã dần trôi, con tim lẻ loi. Đến lúc biết em phải xa đi, giọt lệ vẹn cay vẫn mi. Ai mong đợi chi, con tim mai cũng sẽ phải một lần đổi thay. Kể từ đây em là em, tôi sẽ là tôi. Em cứ bước đi con đường em, đường em đi đi giờ đây. Sao em trốn đây, xin em đừng đây. Tình đến tôi làm gì dù ngày sau ra làm sao. Chẳng liên quan gì nhau, em đừng về đây và như thế. Tôi chẳng biết, tôi chẳng nghe, tôi chẳng thấy. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đau. Ở bên cạnh tôi em sẽ không được chi. Vì tôi chỉ có em, tôi không là giấc mơ. Giấc mơ đời em được hạnh phúc. Ở bên người ấy, xin đừng nhớ đến tôi. Ở bên cạnh tôi, xin đừng làm khổ tôi. Người ấy và chính tôi trong cuộc tình chúng ta. Em phải nhận ra một người thôi. Con tim lẻ loi, đến lúc biết em phải ra đi. Giọt lệ vẫn rơi bờ mi, ai mong đợi chi? Con tim anh cũng sẽ phải một lần đổi thay. Kể từ đây em là em, tôi sẽ là tôi. Hãy cứ bước đi con đường em. Buồn em đi giờ đây, do em cho lấy. Xin em từ đây đừng để tôi lạc. Dù ngày sau ra làm sao, chẳng liên quan gì nhau. Em quên về đây và như thế. Tôi chẳng biết, tôi chẳng nghe, tôi chẳng thấy. Ở bên người này em sẽ không buồn đau. Ở bên cạnh tôi em sẽ không được chi. Vì tôi chỉ có em, tôi không là giấc mơ. Giấc mơ đời em thường hay có. Xin đừng làm khổ tôi. Người ấy và chính tôi trong cuộc tình chúng ta. Em phải nhận ra một người thôi. Cho đi em. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đau. Ở bên cạnh tôi em sẽ không được gì. Vì tôi chỉ có tôi không làm ra. Oh,
sẵn đứng đây thôi, hai anh em cùng hát một bài nữa là Chạy Theo Cô Bé Yêu. Bài này xong là Vị sẽ dừng sân khấu để cho những tiết mục đặc biệt của gia đình chúng ta nha. Ok, vậy là cho xin trên karaoke để cho bạn này hát cùng nha. À, bài này nó vui. Thực ra cái bài này cũng lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi. À, nhưng mà bài này thì nó với một cái giai điệu cha 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 rất là vui. Nó nói về những anh chàng mà hay uống cà phê, hay đi chọc những cái cô gái này nọ. Ok, vậy bây giờ mình hát nha. Ok. Sắp đi lấy chồng thì cũng rất là lo, không biết là sẽ về bến đục hay trong. Cho nên đây cũng như là nỗi lòng của tất cả những người con gái mà sắp đi lấy chồng. Và hôm nay cũng rất là may mắn khi mà thấy nàng dâu tìm được một tấm chồng và gia đình chồng thì rất là yêu thương. Và có một cái buổi tiệc rất là hoành tráng để chiêu đãi cho hai họ. Cho nên cũng chúc mừng cho hai em sẽ luôn luôn tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê trong năm hạnh phúc. Và bây giờ thì một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, thấy theo lời yêu cầu của gia đình, nhạc phẩm Duyên Phận. Xin mời gia đình cùng thưởng thức ạ.
thôi, chiều đôi ta sẽ nhau nhau. Thầy mẹ thương nhớ thiên người sẽ xưa, lòng đau mỏi đâu về nơi một phòng đưa đôi tình xưa còn chưa lâu bên sợ người ta đến. Đời người còn gái không có
vỗ tay gì hết trơn á. Dạ. Dạ, vậy theo lời yêu cầu của em gái là sẽ hát một cái ca khúc nữa để gửi tặng cho tất cả quý vị. Dạ, thôi bây giờ gì đi, mời bên nhạc trở lại sân khấu đi. Không biết mấy anh còn ở đây không ạ? Dạ, cho em bài chúc kỷ niệm buồn nha. Dạ, cha cha. Dạ, chứ để ngồi lâu quá thấy mấy anh cũng hơi buồn. Ca khúc này cũng thay cho lời chào tạm biệt của Hùng Lan đến gia đình, và cũng xin cảm ơn gia đình rất là nhiều để cho Hùng Lan được về đây để được hát trong ngày vui trọng đại của hai bạn. Và chúc cho hai bạn trẻ chúng ta sẽ trong năm hạnh phúc, và hy vọng là sẽ có sớm có quý tử để Hồng Lan sẽ có cơ hội được trở lại đây cùng với bên công ty sự kiện một lần nữa để chúc mừng đến gia đình ha. Trên TV thôi à, nhưng mà hôm nay là trực tiếp hát song ca với nhau,
Dạ, hy vọng đây sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất mà Hồng Lan được lưu giữ cùng với đại gia đình trong ngày hôm nay. Và kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và công việc làm ăn luôn gặp nhiều thuận lợi và thăng tiến thành công ạ. Dạ, cho phép Hồng Lan được chào tạm biệt ha, bởi vì danh sách đăng ký còn rất là nhiều ạ. Vâng, cảm ơn tiếng hát của Hồng Lan. Hồng Lan nắng lại mày, Hồng Lan ơi. Và đến được chương trình thì cũng rất là được sự cầu của tất cả những khách trong buổi tiệc hôm nay. Yêu cầu anh Phương là anh chủ hôn nghe. Chúng ta cũng sẽ trở về sân khấu. Trước khi Dương Loan về thì anh Phương cũng giao lưu cùng với anh Phương mình một bài hát. Và quý vị ơi, quý vị cho anh Phương ông chủ hôn một tràng vỗ tay thật lớn và thật kêu đi ạ. Ít khi nào em hát nhiều gì lắm nha anh Phương. Dạ. Tại vì thật sự là ở đây Long An cũng sát với lại Đồng Tháp quê em, cho nên là chơi hết mình. Dạ. Sầu tím thiệt hồng. Dạ, anh Phương sẽ hát cùng với Hồng Lan nhạc phẩm Sầu tím thiệt hồng ạ. Rồi cũng không có gì hơn, cũng cảm ơn bà con, bạn bè chị Hữu Cần Sa đã bỏ chút thời gian để đến đây chúc vui cùng gia đình, cũng chúc mọi gia đình sức khỏe cho vợ làm ăn phát tài, trong tiệc vui có gì sẽ sức cũng mong quý vị bỏ qua cho nha, cho chạy phát tài. Vui đúng không ạ? Giá tiền ơi, nó đã dành tặng cho mày một tràng vỗ tay được không ạ?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,
all senses. Hello.
Đám cưới trên đường quê, nghỉ mít. Trời ơi, nãy giờ chưa có ai ca gờ mít hết trơn, hết trội á. Bây giờ có người ca gờ mít nè. Đề nghị mọi người cho chàng pháo tay thật lớn luôn á. Đây đây, đồng thách chàng làm đâu ạ? Bay trong trường đang chiếc